xem Tổng Bí thư Tô Lâm đốt củi tươi, bắt luôn cặp tứ trụ vì sai phạm cực khủng không thể khắc phục. Quý vị thân mến, với những vụ việc quan chức nhận hối lộ đã và đang được Tổng Bí thư Tô Lâm cho vào lò qua các cuộc điều tra, nhận hối lộ 100 triệu đô la, tổ tán và rửa tiền lên đến 260 triệu đô la, vợ chồng ông Phúc là tứ trụ thì sẽ bị xử thế nào? Thưa quý vị, công cuộc làm trong sạch bộ máy nhà nước, xử lý các vụ án tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ cho dù người đó là ai. Mới đây nhất, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định bắt giữ đối với vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông, với 6 lý do sau đây. Một vụ Việt Á trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Công ty Việt Á đã trở thành tâm điểm của một vụ bê bối lớn khi bị phát hiện gian lận trong việc cung cấp kit xét nghiệm COVID-19. Theo kết quả điều tra, bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc, đã nắm giữ 80% cổ phần của công ty này. Điều này dẫn đến việc bà có quyền kiểm soát lớn trong các quy định tài chính và quản lý. Vụ lừa đảo này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn gián tiếp gây ra nhiều cái chết oan uổng cho người dân không bị nhiễm bệnh. Nhiều người đã không được chẩn đoán chính xác dẫn đến điều trị sai lầm, góp phần làm gia tăng số ca tử vong trong đại dịch. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019, việc sản xuất và cung cấp các kỹ xét nghiệm trở thành một phần quan trọng trong chiến lược chống dịch. Công ty Việt Á nhanh chóng trở thành nhà cung cấp chính, được chính phủ phê duyệt để cung cấp cái xét nghiệm cho các bệnh viện trên toàn quốc. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng kit xét nghiệm của Việt Á có chất lượng thấp và không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các cuộc kiểm tra sau đó còn phát hiện ra rằng công ty này đã sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, không đạt tiêu chuẩn và tăng giá sản phẩm một cách vô lý nhằm thu lợi nhuận khổng lồ. 2. Chuyến bay giải cứu trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Khi các biện pháp phòng chống dịch được siết chặt, hàng nghìn công dân Việt Nam ở nước ngoài đã gặp khó khăn trong việc trở về quê hương. Chính phủ đã triển khai các chuyến bay giải cứu để đưa họ về nước. Tuy nhiên, qua điều tra, gia đình ông Phúc đã bị phát hiện lợi dụng các chuyến bay này để trục lợi. Khi đại dịch COVID-19 lan rộng, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài rơi vào tình trạng khó khăn và mong muốn được trở về quê hương. Chính phủ đã tổ chức các chuyến bay giải cứu để đưa họ về nước, đồng thời tổ chức các khu cách ly tại các khách sạn nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Họ đã kiểm soát việc tổ chức cách ly tại các khách sạn và áp đặt mức giá cắt cổ gây khó khăn cho những người trở về. Nhiều người đã phải chi trả một khoản tiền rất lớn chỉ để được cách ly trong những điều kiện không đảm bảo. Điều này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. 3. Tăng giá điện, giá xăng gia đình bà Thu không chỉ dính líu đến các sự việc trên mà còn kiểm soát nhiều dự án điện, xăng dầu. Họ đã gây áp lực lên thị trường, khiến giá điện và xăng dầu tăng đột biến, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong nước. Trong đó, em của bà Thu, ông Trần Công Tấn, đã kiểm soát nhiều dự án thủy điện miền Trung, từ đó gây ra những thiệt hại kinh tế nặng nề và đẩy người dân vào tình trạng khó khăn. Trong giai đoạn 2021-2023, giá điện và xăng dầu đã tăng đột biến, khiến người dân và doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, bế tắc. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã phải đóng cửa do không thể chịu đựng được mức giá cao. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Hành động của gia đình bà Thu không chỉ gây ra thiệt hại kinh tế, mà còn làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính phủ và đảng. 4. Nhận hối lộ và tẩu tán tài sản. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhận 100 triệu đô la Mỹ từ bà Trương Mỹ Lan, chủ của siêu dự án Đại Ninh. Không chỉ dừng lại ở việc nhận hối lộ, ông Phúc còn bị phát hiện đã tẩu tán và rửa tiền lên đến 260 triệu đô la Mỹ qua 36 lần chuyển tiền. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính phủ. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã lợi dụng chức vụ và quyền lực của mình để nhận hối lộ từ các dự án lớn, đặc biệt là siêu dự án Đại Ninh. Việc tẩu tán và rửa tiền với quy mô lớn như vậy đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự trung thực và đạo đức của ông Phúc. Điều này đã góp phần vào quyết định của Bộ Chính trị trong việc bắt giữ ông. 5. Phản bội đồng chí lợi dụng quyền lực trong suốt quá trình cầm quyền. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã không ít lần bị cáo buộc phản bội đồng chí của mình. Một trong những hành động gây tranh cãi nhất của ông Phúc là việc phản bội đồng chí của mình. Ông đã góp phần thách thức Nguyễn Văn Chi, con của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời ra lệnh bắt giữ Nguyễn Duy Linh, con của tướng Nguyễn Văn Hưởng. Nhưng hành động này không chỉ gây bất bình trong nội bộ đảng, mà còn tạo ra sự chia rẽ sâu sắc. Điều này đã làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết và ổn định chính trị. 6. Di chiếu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi qua đời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di chiếu
yêu cầu Bộ Chính trị phải tiến hành cuộc thanh trừng các cán bộ tham nhũng để củng cố niềm tin của dân vào Đảng. Việc bắt giữ vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong những bước đi đầu tiên trong chiến dịch này. Hành động này không chỉ khẳng định quyết tâm chống tham nhũng mà còn cho thấy sự cương quyết của Đảng, bất kể họ là ai và giữ chức vụ gì. Hành động này cũng là lời cảnh báo cho tất cả các cán bộ rằng, bất kể họ là ai và giữ chức vụ gì, nếu họ vi phạm pháp luật, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quyết định này được cho là phù hợp với di chiếu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là người kế nhiệm xuất sắc, là Tổng Bí thư Tô Lâm, hẳn là quý vị. Còn nhớ vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cùng với là cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương. Đến nay, vụ án đã trải qua 13 tháng điều tra. Đây là một trong những vụ đại án với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng. Tổng số bị can là 104 người bị khởi tố, trong đó Bộ Công an đã khởi tố 31 bị can, Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, Công an của 24 tỉnh và thành phố đã khởi tố 68 bị can. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, công cuộc đốt lò đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Những vụ án lớn như vụ Việt Á, với sự liên quan của hàng loạt cán bộ cấp cao đã làm dư luận không khỏi bàng hoàng. Hơn 104 bị can bị khởi tố, bao gồm cả 3 nguyên ủy viên Trung ương Đảng là những bằng chứng sống động cho thấy sự nghiêm khắc trong việc xử lý sai phạm. Không có bất kỳ ngoại lệ nào cho những người đứng đầu vụ Việt Á, với doanh thu khổng lồ gần 4.000 tỷ đồng và việc chia hoa hồng lên đến 800 tỷ đồng, đã phê bày một hệ thống tham nhũng tinh vi len lỏi trong mọi ngóc ngách của xã hội. Sự thật phũ phàng này đã khiến nhiều người dân mất lòng tin vào hệ thống chính trị. Câu hỏi đặt ra là liệu những thanh củi ướt này có thực sự cháy khi vào lò hay không? Tổng Bí thư Tô Lâm trong nhiều lần phát biểu đã nhấn mạnh rằng không có ai không có vị trí nào được miễn trừ trong cuộc chiến này. Dù những thanh củi có thể là những quan chức quyền cao, chức trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng khi đã vào lò, chúng không còn là những thanh củi ướt, khó cháy mà sẽ phải rực cháy để làm trong sạch lại bộ máy nhà nước. Điều này không chỉ là lời khẳng định mà còn là cam kết của Tổng Bí thư với còn Đảng, còn dân. Thế nhưng, để củi tươi có thể cháy trong lò cần có sự đồng thuận và quyết tâm từ cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Đảng và Nhà nước phải kiên quyết hơn nữa, không chỉ trong việc xử lý những người đã bị phát hiện mà còn phải ngăn chặn từ gốc rễ, đảm bảo rằng không còn cơ hội cho tham nhũng tái diễn. Người dân trong khi đó cần giữ vững niềm tin, cùng nhau đứng lên ủng hộ công cuộc chống tham nhũng để không một thanh củi tươi nào có thể tránh được ngọn lửa công lý. Câu hỏi liệu những thanh củi tươi này vào lò có cháy không chỉ là một thách thức cho lãnh đạo đất nước mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng chỉ có công bằng và minh bạch mới là ngọn lửa thiêu rụi tất cả những gì mục nát để xây dựng một tương lai sáng ngời hơn cho đất nước. Lê Thanh Hải lộ thân thế khủng khiến ông Tô Lâm không thể bắt giữ. Kính thưa quý vị, với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy đã gây ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong thời gian lãnh đạo, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ có biện pháp mạnh mẽ với ông Hải, nhưng đến nay ông chỉ bị kỷ luật Đảng. Ngày 14 tháng 1 năm 2024, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét và xác định Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 vi phạm nhiều nguyên tắc quy định của Đảng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, nhưng chưa đủ căn cứ pháp lý để bắt giữ ông Hải. Nhiều tổ chức đảng và cán bộ đã bị kỷ luật, xử lý hình sự gây bức xúc dư luận và giảm uy tín của Đảng, chính quyền thành phố. Ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật nhà nước và trách nhiệm nêu gương. Sự buông lỏng lãnh đạo đã gây ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, thất thoát tài sản nhà nước và dẫn đến nhiều vụ án hình sự, ảnh hưởng sâu đến uy tín Đảng và chính quyền. Việc lãnh đạo thiếu trách nhiệm đã gây ra nhiều vi phạm nghiêm trọng, thất thoát lớn tài sản nhà nước và nhiều vụ án hình sự. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật bị kỷ luật, gây bức xúc dư luận và giảm uy tín Đảng, chính quyền. Bộ Chính trị đã cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2010-2015 cùng ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong và đề nghị Trung ương kỷ luật ông Lê Thanh Hải. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, ông Hải bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt trong vụ Thủ Thiêm. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm dù mang nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy rẫy sai phạm, gắn với trách nhiệm lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Trung ương đã chỉ ra những vi phạm nghiêm trọng trong quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và giải quyết khiếu nại của dân. Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 và các cá nhân liên quan đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, làm giảm uy tín của chính quyền, gây bức xúc xã hội. Ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm này. Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
cùng các ông Lê Văn Khoa, Vũ Hùng Việt và bà Nguyễn Thị Hồng đều từng là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, phải chịu trách nhiệm về những vi phạm trong công tác lãnh đạo và quản lý của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016. Những sai phạm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cấp ủy chính quyền thành phố và tạo bức xúc trong dư luận. Trước đó, ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã bị cách chức do vi phạm trong việc chuyển nhượng đất công và dự án Thủ Thiêm, gây thiệt hại lớn và làm giảm uy tín của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 6 1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định 367 phê duyệt khu đô thị mới Thủ Thiêm 930 ha. Ngày 22 tháng 2 2002, chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh thu hồi đất tại quận 2. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có nhiều điều chỉnh sai lệch, gây bức xúc và khiếu nại. Thanh tra chính phủ sau đó chỉ ra nhiều sai phạm qua thông báo 1483/2018 và 1041/2019. Ngày 22 tháng 3 năm 2002, Ủy ban Nhân dân thành phố ra văn bản số 78 thông báo chỉ đạo của ông Lê Thành Hải về khu tái định cư 160 ha, cho phép bố trí từ 3 đến 8 địa điểm tại quận 2, không phù hợp với quyết định 367 của Thủ tướng và gây ra hệ lụy trong việc mở rộng ranh giới quy hoạch. Việc này đã dẫn đến khiếu nại kéo dài và ảnh hưởng quyền lợi người dân. Vào năm 2005, ông Nguyễn Văn Đua ký quyết định 6565 điều chỉnh diện tích khu đô thị từ 770 ha xuống 737 ha, vượt quyền và thay thế quyết định 367 của Thủ tướng. Trước đó, một số khu đất tại bán đảo Thủ Thiêm đã được giao cho doanh nghiệp làm dự án, khiến diện tích khu tái định cư 160 ha bị thiếu. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng việc giao đất sau quyết định 367 của Thủ tướng cho thấy thành phố quản lý đất đai yếu kém. Điều này dẫn đến khiếu nại kéo dài của người dân có đất bị thu hồi, buộc Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc. Thông báo 1483 ngày 4 tháng 9 2018 và thông báo 1041 ngày 26 tháng 6 2019 của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm, đặc biệt là việc thu hồi 4,3 ha đất ngoài quy hoạch Thủ Thiêm không có cơ sở pháp lý. Việc giao 144,5 ha đất cho các dự án công cộng đã gây thiếu hụt diện tích tái định cư theo quy hoạch. Thay vì tạm dừng giao đất, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục cấp 27,7 ha cho 6 dự án và 116,7 ha cho 45 dự án, dẫn đến việc quản lý đất đai lỏng lẻo, phá vỡ quy hoạch và không đủ đất tái định cư. Các dự án cũng vi phạm quy hoạch lấn sông và xây dựng sai phép. Văn bản số 1122 ngày 20 tháng 8 năm 2008 đã cho phép chuyển 30,1 ha đất sang xây dựng 4.000 căn hộ tái định cư, hoán đổi bằng 30,2 ha đất sạch. Khu tái định cư Nam Rạch Chiếc đã bị chuyển mục đích sang nhà ở thương mại mà không đấu giá và tính tiền sử dụng đất sai quy định. Thanh tra Chính phủ cho biết chi phí đầu tư bình quân không đúng và toàn bộ đất khu đô thị mới Thủ Thiêm được hình thành bằng ngân sách nhà nước đã được dùng để thanh toán dự án đổi đất lấy hạ tầng mà không qua đấu thầu. Điều này dẫn đến việc nhà đầu tư hưởng lợi từ chênh lệch giá đất và nhiều sai phạm trong các dự án hạ tầng. Thành phố đã phê duyệt và điều chỉnh dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư trị giá gần 38.700 tỷ đồng, trong đó có 26.315 tỷ đồng tạm ứng không đúng thẩm quyền từ ngân sách. Điều này phải báo cáo và xin phép Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoàn trả trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, nếu không sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, đến năm 2020, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, một cư dân bị cưỡng chế, vẫn sống trong cảnh khó khăn khiếu nại không ngừng vì không được bồi thường và tái định cư hợp lý. Bà Trần Thị Mỹ, 77 tuổi, cũng trải qua hành trình tìm công lý suốt 16 năm, bị thu hồi đất giá rẻ và không được tái định cư, dù có đầy đủ giấy tờ. Bà vẫn tiếp tục đấu tranh mặc dù nỗi buồn chưa bao giờ vơi. Bà Trần Thị Mỹ cho biết, theo chiến lược của chính phủ, Thủ Thiêm được quy hoạch để trở thành một khu đô thị hiện đại và trung tâm tài chính lớn. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị nhiều cán bộ có quyền lực làm biến dạng, gây ra nỗi đau kéo dài cho hàng ngàn người dân. Bà cảm thấy mình đã mất tất cả, nhiều người không được bồi thường và tái định cư, và những căn nhà tái định cư thì lại chuyển thành nhà ở thương mại. Kính thưa quý vị, trong một xã hội mà đang từng bước phát triển, kỷ cương và phép nước phải luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, những kẻ biến chất không giữ được lòng trung thực đã và đang làm rạn nứt niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị. Tham nhũng, hối lộ, những vấn nạn làm xói mòn nền tảng xã hội đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Điển hình mới đây là vụ việc các cán bộ thuế móc nối với tội phạm nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng để bảo kê cho những kẻ gian lận trốn thuế, lũng đoạn tài chính quốc gia. Vụ án này không chỉ là một hành động phản bội trách nhiệm mà còn là sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp. Thay vì bảo vệ sự minh bạch, các cán bộ thuế đã bán rẻ chức quyền nhận tiền hối lộ để tiếp tay cho tội phạm, khiến ngân sách nhà nước thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Đáng lo ngại hơn, sự bao che tiếp tay của các cán bộ này còn tạo điều kiện cho tội phạm, tham nhũng, lộng hành và phá hoại nền kinh tế. Và mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 4 cán bộ thuế đã đánh mất đạo đức nghề nghiệp, nhận hối lộ, gây thất thoát nhà nước hơn 14.000 tỷ đồng.
Và cùng với đó, ngay sau đó một ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội đã khởi tố một cựu vụ trưởng thuộc Ủy ban Dân tộc với mức án chung thân với hành vi lừa bán dự án không phải của mình, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc truy quét, diệt trừ những sâu mọt hại nước hại dân. Với chính sách không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ông đã ra tay quyết liệt đặt ra mục tiêu loại bỏ tận gốc những cán bộ biến chất, những kẻ phá hoại lòng tin của nhân dân. Vậy vụ án này nghiêm trọng như thế nào? Những cán bộ thuế này là ai? Hành vi hối lộ bảo kê tinh vi như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ma mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng để che đậy hành vi các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế. Theo cáo trạng, các bị can thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị trên hóa đơn lên tới 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Từ tháng 4 năm 2018, bị can Bùi Văn Bảo đã bắt đầu xây dựng một hệ thống các công ty ma với mục đích duy trì là bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống. Những công ty này không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự nào, mà chỉ được lập ra để phục vụ mục đích gian lận thuế. Đặc biệt, việc sử dụng các nền tảng nhắn tin như Zalo, Telegram để trao đổi thông tin về mua hóa đơn nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng cho thấy tính chuyên nghiệp và tinh vi của nhóm đối tượng này. Sau khi thỏa thuận được thực hiện, tiền sẽ được chuyển vào các tài khoản doanh nghiệp và qua đó nhân viên của Bảo sẽ rút tiền mặt hoặc chuyển lại vào tài khoản của Bảo để hưởng lợi bất chính. Hệ thống này không chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp mà còn đã mở rộng qua việc thành lập và sử dụng tới 35 công ty ma với hơn 25.256 hóa đơn khống có tổng giá trị lên tới 1.433 tỷ đồng. Số tiền mà Bảo thu lợi bất chính từ hành vi này lên tới 18,8 tỷ đồng. Không chỉ có Bảo, Trần Văn Thịnh còn nâng tầm chiêu trò này lên một mức độ mới khi thành lập tới 47 công ty ma và bán 29.745 hóa đơn khống, thu về lợi nhuận hơn 70,7 tỷ đồng. Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường cũng không kém phần tinh vi khi tham gia vào đường dây này, sử dụng hàng loạt công ty ma khác để thực hiện việc bán hóa đơn khống. Điểm đáng chú ý là các bị can không chỉ mua bán hóa đơn khống của nhau mà còn lập các công ty ma để mở rộng hoạt động này ra nhiều địa phương liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp và các cá nhân khác. Trong đó bị can Bùi Thanh Bình ngoài mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại, từ năm 2020 đến năm 2023, Bình đã thành lập 8 công ty ma để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính là 13,6 tỷ đồng. Bị can Phạm Minh Cường từ năm 2018 đến năm 2023 đã cùng Lương Hoàng Quá chưa xác định được nhân thân cùng 12 công ty ma để xuất bán 6.416 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị là 2.530 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Khắc Biển đã thuê các cá nhân sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân mua trôi nổi trên mạng xã hội để thành lập 63 công ty ma để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống và có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhưng do liên quan nhiều địa phương, cá nhân tổ chức, do đã hết thời hạn điều tra nên cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để xử lý sau. Tổng cộng các bị can này thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị trên hóa đơn là gần 14.000 tỷ đồng. Các bị can này đã bán hóa đơn cho các bị can là đối tượng trung gian, cá nhân, doanh nghiệp với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhằm thu lợi bất chính. Vậy đến đây chúng ta đặt ra vấn đề là tại sao các công ty ma này hoạt động chót lọt mà không bị chi cục thuế thanh tra kiểm tra hay phát hiện sai phạm? Và câu trả lời đó là cán bộ thuế đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng để bảo kê cho các công ty ma này. Một trong những thủ đoạn quen thuộc của các bị can là tìm cách tiếp cận các cán bộ thuế có trách nhiệm thanh tra kiểm tra doanh nghiệp và sẵn sàng chi trả những khoản hối lộ lớn để đổi lấy sự im lặng. Chẳng hạn như bị can Trần Văn Thịnh đã liên hệ với Lê Thành Nhân, công chứng chi cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh,
để đưa hối lộ hàng trăm triệu đồng nhằm đảm bảo các công ty ma của Thịnh không bị thanh tra thuế trong suốt nhiều năm hoạt động. Nhờ đó, Thịnh dễ dàng xuất bán trái phép 29.745 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị là hơn 8.000 tỷ đồng mà không gặp phải trở ngại từ phía cơ quan chức năng. Việc các cán bộ thuế như Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy và Nguyễn Tuấn Anh nhận tiền hối lộ để bảo vệ các công ty ma không chỉ làm mất đi tính minh bạch của hệ thống thuế, mà còn gây ra những hậu quả nặng nề cho cả nền kinh tế và xã hội. Theo cáo trạng, số tiền hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng, đồng nghĩa với việc hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn thu thuế đã bị thất thoát vào tay những kẻ gian lận. Những hành vi này không chỉ làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống thuế và pháp luật, mà còn tạo ra môi trường kinh doanh bất công bằng khi những doanh nghiệp chân chính phải cạnh tranh với những các doanh nghiệp ma sử dụng hóa đơn khống để trốn thuế và làm giàu bất chính. Điều này cũng tạo điều kiện cho nạn tham nhũng trong bộ máy nhà nước tiếp tục gia tăng khi các cán bộ có quyền lực sẵn sàng đánh đổi trách nhiệm để đổi lấy lợi ích cá nhân. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cần thiết của việc kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế và xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi tham nhũng, bảo kê trong các hoạt động gian lận thuế. Hành vi nhận hối lộ của các cán bộ thuế không chỉ là một sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, mà còn là một sự phản bội niềm tin của xã hội và gây thiệt hại lớn trong nguồn thu ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai, thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, đồng thời tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cán bộ thuế trong việc giám sát và bảo vệ sự trong sạch của hệ thống thuế quốc gia. Những biện pháp như tăng cường kiểm tra, thanh tra, độc lập và minh bạch hóa quy trình thuế sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận. Hơn nữa, cần có những hành vi nghiêm khắc hơn đối với cán bộ vi phạm để răn đe và bảo vệ tính công bằng trong xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm đốt lò cực nóng, bại án 1.000 tỷ, Thứ trưởng Bộ Công Thương vào lò. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, Đảng ta từng nhận định tham nhũng là căn bệnh do quyền lực bị thao túng. Nó như con sâu mọt rút lá, cắn hoa, khoét quả. Thế nên, trong các đại hội đảng, hội nghị ban chấp hành trung ương, chúng ta đều có những nghị quyết, kết luận, chỉ thị về phòng chống tham nhũng. Nhưng vì sao tham nhũng tiêu cực trong một thời gian dài không được đẩy lùi? Đó là băn khoăn, trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm và cũng là sự lo ngại của các tầng lớp nhân dân, khiến niềm tin của dân vào đảng bị giảm sút, đe dọa sự tồn vong của đảng, sự phát triển của đất nước. Tham nhũng không phải là một khái niệm xa lạ với chúng ta, nhưng mỗi lần nó được vạch trần, lòng người vẫn không khỏi phẫn nộ. Đặc biệt, khi những kẻ đáng lý ra phải lo cho dân, làm vì dân, lại biến quyền lực thành công cụ để trục lợi cá nhân, gây ra thiệt hại khủng khiếp cho nhà nước và nhân dân. Thay vì làm tròn trách nhiệm của những người công bộc của dân, các cán bộ này lại chọn con đường tắt, biến công việc, biến chức vụ của mình thành phương tiện để kiếm trát. Đưa hối lộ, nhận hối lộ, tất cả để đổi lại một chút tư lợi cho bản thân, mặc kệ đồng bào còn đang chịu vô vàn khó khăn. Quý vị thân mến, như đã đưa tin, liên quan đến sai phạm của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, ông này bị truy tố vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp vào các dự án điện mặt trời, đặc biệt là dự án điện mặt trời Trung Nam, Thuận Nam, giúp dự án này được hưởng lợi về giá điện, gây thất thoát cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã điều tra bổ sung, khởi tố thêm 3 bị can thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ngay đối với Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Nguyễn Duy Khánh, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Trần Văn Định và Phó trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra Phạm Quang Vinh. Theo kết luận điều tra, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3 hoàn thành đầu tư xây dựng và vận hành thương mại nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước trên 149 hectare đất rừng sản xuất thuộc quyền sở hữu của Công ty Cao su Lộc Ninh. Diện tích xây dựng này không được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất công trình năng lượng, không được cấp phép xây dựng, không được ra quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, việc Công ty Lộc Ninh 3 đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời là vi phạm các quy định của pháp luật. Trong đó, dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 thuộc trường hợp không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà phải kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 4 năm 2021,
công ty Lộc Minh 3 có giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách, đề nghị Cục Thuế Bình Phước hoàn trả hơn 145 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng từ việc đầu tư xây dựng nhà máy. Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Duy Khánh là cục phó Cục Thuế, được phân công phụ trách phòng thanh tra, kiểm tra 3, có vai trò trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giải quyết hoàn thuế và duyệt ký quyết định hoàn thuế theo chức năng nhiệm vụ. Quá trình duyệt ký quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho công ty Lộc Minh 3, ông Khánh đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ, đúng nhiệm vụ, dẫn đến không phát hiện trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế, không đảm bảo thủ tục pháp lý, không được các cơ quan có thẩm quyền ra các quyết định thu hồi, giao đất. Do đó, ông Khánh đã ký ban hành quyết định cho Lộc Ninh 3 được hoàn thuế giá trị gia tăng trái với quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 145 tỷ đồng. Với hai cấp dưới của ông Khánh là Trần Văn Định và Phạm Quang Vinh, cơ quan điều tra cáo buộc họ thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ, đúng nhiệm vụ dẫn đến không phát hiện vi phạm trong hồ sơ của Lộc Ninh 3. Từ đó, duyệt ký đề xuất, ký văn bản thẩm định đề xuất lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước ban hành quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Lộc Ninh 3. Theo kết luận điều tra, sau khi cơ quan an ninh điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án, sau đó Cục Thuế Bình Phước đã ban hành quyết định thu hồi hơn 145 tỷ đồng tiền thuế từ doanh nghiệp này